Đây là hôm cỏ sứa NLT01 mà bên mình cắt ra đây các bạn nhé. Cắt ra từng khúc để như thế này thì chúng ta trồng để nhân giống. À, loài này thì bên mình để già thì bên mình mới cắt. Và đây là lá của nó này. Và những cái bụi của nó, như đây là những bụi nhỏ mà mình cắt sau. Lá của nó thì bên mình cắt xong bên mình sẽ tấp gốc để cho nó phát triển luôn. Nó sẽ ra rễ. Ở đây là bên mình cắt được một tuần này. Một tuần thì nó lên như thế này. Và hiện tại là cái vườn này thì bên mình cắt đã gần hết rồi. Còn những cái bụi nhỏ thì bên mình sẽ cắt sau. Đây là lá của nó các bạn nhé. Cắt ra từng khúc. Còn bên đây là cái tre khổng lồ. Cái tre khổng lồ này thì lá của nó có chứa nhiều chất đạm. Thì chúng ta chăn nuôi các gia súc, tiểu gia súc, ví dụ như là dê cừu, hươu nai, rồi là thỏ, lợn rừng. Đây là những cái cây thân của nó. Thân của nó thì mình sẽ cắt ra từng khúc như này. Đấy, từng khúc như này. Và từng khúc như này thì mình sẽ ươm. Sau khi nó ra rễ thì bên mình sẽ gửi cho các bạn. Thì các bạn ươm cho nó ra mầm này, mầm lá phát triển tốt thì các bạn trồng thì sẽ đạt được hiệu quả tốt hơn. Loài cây tre khổng lồ này thì chăn nuôi tiểu gia súc thì rất là tốt. Là nó có chứa nhiều chất đạm. Còn bên này là cỏ sứa NLT01 các bạn nhé. Đây là cái cỏ sứa NLT01. Thân của nó bên mình phải để già như thế này và cắt ra từng khúc để cho các bạn trồng. Đây là hóm cỏ nhé. Và ở phía bên này là bên mình cắt trước thì nó nảy mầm trước. Thì các bạn có thể thấy là một bụi của nó sau khi nó tái sinh lại thì nó sẽ thành một cái bụi lớn như thế này. Và các bạn có thể thấy đây, cắt trước thì nó nảy mầm trước. Còn ở bên này là mình cắt sau. Cắt sau thì nó nảy mầm sau các bạn. Loài cỏ này thì thời gian ban đầu ấy, chúng ta trồng thì nó phát triển nó chậm. Nhưng mà sau khi mình cắt tầm khoảng 2-3 lứa thì nó cũng phát triển nhanh. Thì đấy là mới một tuần thì các bạn có thể thấy là nó bắt đầu nó tái sinh lại như thế này. Đấy, các bạn có thể thấy. Hiện tại là bên mình thu hoạch để cung cấp cho khách hàng các bạn nhé. Có khách hàng đặt hàng thì bên mình mới thu hoạch để cung cấp giống cho khách hàng. Loài cỏ này thì hiện nay thì đang còn được nhiều người ưa chuộng trồng. Tại vì lá của nó rất là lớn, non mềm và ưu điểm là thân không còn lông. Đấy, thu hoạch được như thế này các bạn nhé. Bạn nào muốn biết thêm thông tin chi tiết thì các bạn có thể là bình luận dưới video này để bên mình tư vấn cho các bạn nhé. Xin chào và hẹn gặp lại tất cả các bạn ở một số nội dung video sau.